Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xăng là chất nguy hiểm về cháy nổ và nếu đổ vào cơ thể người khác và dùng lửa tác động gây cháy sẽ gây nguy hiểm và sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Vậy mà có nhiều kẻ lại nhân danh tình yêu, nhẫn tâm dùng xăng đốt người mình từng yêu thương. Dưới đây là tội ác của những tên tử tù, tưới xăng, thiêu sống người tình tàn nhẫn nhất từ trước đến nay. Tại phiên tòa xét xử Trình Văn Tám, sinh năm 1976, ngụ tại xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, ngày 13 tháng 6 năm 2012, rất đông người tham dự. Ít ai có thể ngờ người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, có học lại là kẻ chuyên dụ dỗ những phụ nữ độc thân để lừa tình. Những lời khai của Trình Văn Tám trước vành móng ngựa khiến nhiều người dự khán không khỏi tiếc cho y. Tám từng có một gia đình nhỏ yên ấm với người vợ hiền và cô con gái 15 tuổi. Thay vì gìn giữ hạnh phúc, Tám lại nổi máu trang hoa. Qua chuyên mục Tìm Bạn Bốn Phương của chương trình phát thanh VOV Giao thông, Tám muốn tìm người tâm sự và đã quen với chị Bùi Thị Hoa, sinh năm 1978, ngụ tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Chị Hoa là công nhân công ty Pouyuen, thuê nhà trọ ở tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Từ tháng 7 năm 2011, Tám và Hoa bắt đầu gọi điện, nhắn tin qua lại. Đến tháng 12 năm 2011, hai người cảm thấy tâm đầu ý hợp nên đã hẹn gặp nhau. Tám đã rủ dê chị Hoa đi nhà nghỉ gần nhà trọ của Hoa tâm sự đêm 19 tháng 1 năm 2012. Mối quan hệ vụng trộm của Tám và chị Hoa trở nên ngày càng khăng khít. Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, chị Hoa ngỏ ý muốn cùng Tám về Vũng Tàu chơi, hưởng tuần trăng mật. Nghĩ đến vợ con nên Tám không dám đi dài ngày cùng chị Hoa. Mâu thuẫn giữa hai người phát sinh khi chị Hoa dọa sẽ kể lại vợ của Tám về chuyện trăng hoa giữa hai người. Lúc này thì Tám mới thực sự lo lắng, nếu chuyện ngoại tình vỡ lở, xem ra hạnh phúc sẽ tan như bong bóng xà phòng. Tám bỗng nảy sinh một ý định tàn ác. Tám khai trước tòa, sáng mùng 2 Tết Nhâm Thìn, tức là ngày 24 tháng 1 năm 2012, Tám cẩn thận thay số điện thoại và nhắn tin cho người tình, yêu cầu liên lạc với Tám qua số điện thoại mới. Sáng hôm sau, Hoa nhắn tin rủ Tám ngày 26 tháng 1 chở Hoa xuống nhà bạn ở Tiền Giang chơi. Tám nhận lời và nảy sinh ý định sẽ đưa Hoa đến khu du lịch sinh thái ở xã Tân Tập để sát hại. Sở dĩ Tám chọn địa điểm này vì trước đây khi xuống Đồng Tháp công tác, Tám đi ngang qua thấy vắng vẻ, dễ ra tay. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 1 năm 2012, Tám từ nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương chạy xe mô tô đến tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, rước Hoa. Trên đường đi, Tám vạch ra kế hoạch xử người yêu. Tám vào tiệm tạp hóa mua can nhựa, rồi đến cây xăng đổ 4 lít giá 78.000 đồng. Rót bình xăng vào xe để phòng hết xăng giữa đường. Tám chở chị Hoa từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Tân An, rồi rẽ theo hướng quốc lộ 62 về Mộc Hóa, Long An. Xe chạy đến khu du lịch sinh thái khoảng 14 giờ 30 phút, Tám cùng Hoa vào bên trong tâm sự. Chưa tới 20 phút, Tám đưa Hoa trở ra ngoài rồi chạy xe vào một con đường nhỏ làm bờ đê khu du lịch tiếp tục tâm sự. Tám hăm dọa, nếu em làm phiền gia đình tôi thì coi chừng tính mạng. Thấy Hoa vẫn tỏ thái độ thách thức, Tám xông tới bóc cổ, đè Hoa xuống đất cho đến khi bất động. Sau khi tháo 9 chiếc vòng xi men và đôi bông tai bằng vàng, Tám lạnh lùng tưới cả 4 lít xăng lên cơ thể người tình rồi châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa bùng lên cao gần 2 mét, Tám mới yên tâm, lạnh lùng rời khỏi hiện trường. Sau khi thiêu chết người tình cũ, Tám ung dung chạy xe về An Giang, ghé vào nhà nhân tình mới tên là Huỳnh Thị Kim Đê, sinh năm 1990, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, để ăn ngủ tại đây. Ngày 27 tháng 1 năm 2012, Tám còn bình thản chở Đê đi chùa Châu Đốc cầu may. Tám ngủ tại nhà Đê thêm một đêm rồi ra chợ Mỹ Hiệp bán số vàng đã cướp của chị Hoa được 8,6 triệu đồng. Có tiền làm lộ phí, Tám chạy xe trở về nhà với vợ ở Bình Dương. Lưới trời lồng lộng, thi thể chị Hoa được người dân tại xã Tân Tập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An phát hiện và báo công an. Hành vi phạm tội của Trình Văn Tám đã được đưa ra ánh sáng. Trước vành móng ngựa, Tám thừa nhận toàn bộ tội trạng và thể hiện sự hối hận khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản của nhân tình. Mọi sự sám hối đều đã muộn màng vì tội ác của Tám là không thể dung thứ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tám mức án tử hình. Vụ án để lại nhiều bài học cho những cô gái trẻ nên cân nhắc cẩn trọng khi kết bạn, không nên đùa giỡn với tình cảm để rồi phải hứng chịu những kết cục đau lòng. Sở hữu khuôn mặt khá nam tính, nhưng ít ai có thể ngờ được
Lăng Văn Khương, sinh năm 1987, trú tại thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, lại mang trên mình bản án tử hình về tội giết người. Ngược dòng thời gian về thời điểm cách đây hơn 6 năm, cái ngày mà Khương phạm trọng tội, gây án vì ám ảnh từ giấc mơ, giọng của Khương như trùng hẳn xuống. Theo đó, do khu vực đồi Hối Vai, nơi Khương thả trâu khá tùm và rậm rạp, nên mỗi khi dắt trâu đi, nam thanh niên này đều không quên mang theo một con dao quắm, dao mà người dân vùng cao thường dùng để phát nương rẫy. Khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2009, sau khi thả trâu xong, Khương lững thững đi về phía nhà mình. Tuy nhiên, vừa mới đi được vài bước, Khương gặp mẹ con bà Hoàng Thị Pen và cháu Đàm Văn Đê. Đứng đợi một lúc, thấy bà Pen thả trâu xong, Khương nói với người phụ nữ này: "Cô Pen ơi, cô ở đây trông trâu cho cả cháu với nhé. Cháu về với em Đê xuống dưới kia tìm bắt mấy tổ chim. Chiều hôm qua lúc rong trâu về, cháu phát hiện được mấy tổ chim nhưng chưa kịp bắt." Thấy Khương nói vậy, hơn nữa nhà mình và Khương lại khá gần nhau, nên bà Pen đã gật đầu mà không mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì. Được sự cho phép của bà Pen, ngay sau đó Khương dẫn cháu Đê xuống vườn vải của một người trong thôn vặt vải ăn. Chờ mãi không thấy Khương đưa đi bắt chim, cháu Đê nằng nặc đòi quay về chỗ mẹ đang trông trâu. Muốn giữ chân cháu bé ở lại, Khương lại nghĩ ra cách rủ cháu Đê chơi cờ chặn, nhưng bị cháu Đê khước từ. Không còn cách nào khác, Khương đành phải dẫn cháu Đê đi bắt tổ chim như đã hứa lúc trước. Tuy nhiên, thay vì dẫn cháu xuống chân đồi như đã nói, Khương lại dẫn cháu Đê ngược lên đồi. Không chỉ có vậy, trước khi đi, Khương còn chặt thêm một đoạn cây làm gậy dài khoảng 76cm. Nhưng khi đến đỉnh đồi, Khương không tìm được tổ chim nào, lại dụ dỗ cháu Đê quay trở về khu thả trâu lúc trước. Thế nhưng, đi được nửa đường, bất ngờ Khương cầm đoạn gậy vụt thẳng vào người cháu Đê. Bị đánh bất ngờ, cháu Đê co rúm người, nhìn chăm chăm Khương, nói không nên lời. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em trở thành một tên đao phủ dữ tợn trong chớp mắt, Khương đau đớn chia sẻ với phóng viên. Gây án xong, sợ bị bà Pen phát hiện, Khương vội giấu thi thể của cháu Đê vào lùm cây. Tiếp đó y lau rửa những vết máu dính trên người rồi quay về chỗ thả trâu. Thấy Khương về một mình, bà Pen hỏi Đê đâu, thì kẻ sát nhân này dửng dưng trả lời: "Nó mải bắt chim nên chưa về đâu, chắc lát nữa nó về thôi." Thế nhưng chờ đến tối vẫn không thấy con về, bà Pen và gia đình mới hốt hoảng bủa đi tìm kiếm. Sau 2 ngày lùng sục, cuối cùng người thân bàng hoàng phát hiện thi thể của cháu Đê trong một lùm cây. Còn về phần Khương, lo sợ tội ác của mình sẽ bị trừng trị, kẻ thủ ác này đã nhanh chân bỏ trốn. Tâm sự với chúng tôi, Khương lý nhí giải bày: "Sau khi sát hại cháu Đê, tối hôm đó em đã kể chuyện với dì ruột của mình. Mặc dù được dì khuyên can ra đầu thú, nhưng sợ sự trừng phạt của pháp luật nên em đã bỏ trốn. Thế nhưng gần 2 tháng lẩn trốn bên Trung Quốc, chẳng đêm nào em có thể ngủ được, dù chỉ một vài tiếng đồng hồ. Hình ảnh cháu Đê cứ hiện về mỗi khi em chợp mắt. Biết rằng mình sẽ chẳng thể trốn mãi được, ngày 21 tháng 7 năm 2009, em đã về Việt Nam và đến công an huyện Lạng Giang đầu thú." Khi được hỏi lý do tại sao lại sát hại cháu Đê, trong khi đó giữa hai bên gia đình và bản thân lại không hề có mâu thuẫn nào, cháu Đê cũng rất ngoan, không hề hỗn láo gì khi đi cùng, gạt những giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má, Khương trần tình: "Nói thật, đến thời điểm này em vẫn chẳng thể giải thích nổi tại sao lại xảy ra chuyện đó. Em cũng chẳng giải thích được tại sao giấc mơ ấy lại đến với em. Giá như em suy nghĩ thấu đáo hơn thì đâu có xảy ra nông nỗi này." Theo như lời giải thích của Khương, vào một đêm hè, trước thời điểm xảy ra vụ án chừng nửa tháng, bỗng nhiên hắn nằm mơ. Trong giấc mơ điên loạn đó, Khương nhận được sự chỉ giáo của một người mà hắn không nhìn thấy rõ mặt: "Mày không làm, tao sẽ cho mày điên." Khương giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, và từ đó đến sáng, tên này cứ trằn trọc suy nghĩ về giấc mơ ám ảnh. Thế rồi một suy nghĩ điên rồ thôi thúc Khương phải hại chết một ai đó để giải trừ giấc mơ. Cũng trong buổi trò chuyện này, chúng tôi được biết Khương là con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Là người dân tộc thiểu số, kinh tế gia đình lại khó khăn, nên chỉ đến lớp 7, Khương đã phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ.
Thời điểm gây án, con gái của Khương mới được vài tháng tuổi. Nhắc về người vợ và đứa con gái bé bỏng, hắn nói mà như khóc. Hôm vừa rồi qua người thân, em được biết con gái em đã đi học lớp 1. Có lẽ vợ em không muốn con biết cha là một tử tù anh ạ. Khương cũng cho hay, từ khi bị tuyên án tử hình và bị giam trong phòng biệt giam cho đến nay, hắn mới chỉ được gặp con 2 hay 3 lần gì đó. Những lần ngắn ngủi ấy, hắn dành trọn tâm trí để khắc cốt ghi tâm mọi hành động của cô con gái bé bỏng. Em làm như thế để khi về phòng, em nhớ lại được hình ảnh của con. Con em xinh và hiếu động lắm. Cứ mỗi lần gặp con, về phòng em khóc suốt. Thương cháu và cũng giận mình quá anh ạ. Lúc này em lại càng thấm thía nỗi đau của người mẹ, người cha cháu Đê khi họ mất con, Khương nói. Khi hỏi về niềm mong mỏi lớn nhất của Khương lúc này là gì, Khương sụt sùi cho hay. Em cũng muốn gặp con lắm, nhưng chỉ sợ giờ cháu lớn và nhận biết mọi chuyện được rồi thì cháu sẽ buồn, em đành cam chịu vậy. Nói về người vợ của mình, Khương buồn rầu bày tỏ. Cô ấy có lên thăm nuôi em vài lần rồi thôi, chắc cô ấy cũng đã lập gia đình rồi. Em gây ra tội ác thì phải chịu thôi. Cũng mong cô ấy được hạnh phúc và chăm nuôi cho con gái em trong điều kiện tốt nhất có thể. Khương cũng rất mong mỏi được sự tha thứ của gia đình nạn nhân. Hơn 6 năm qua, kể từ khi gây ra cái chết cho cháu Đê, ngoài những suy nghĩ về gia đình, về vợ con, thì em luôn mong muốn sẽ gặp được bà Pen để xin họ tha thứ về lỗi lầm mà em đã gây ra. Kể cả mai này, trước khi thi hành án tử, thì điều cuối cùng em muốn được thực hiện chính là viết lên lời xin lỗi đến gia đình họ. Đại tá Phạm Văn Tươi, giám thị trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, nhiều năm nay đang phải đối mặt với một số vấn đề mà theo như lời ông thì là không biết tính làm sao. Ấy là chuyện tử tù hết lần này tới lần khác, làm đơn xin chết. Có những tử tù đã 4-5 lần làm đơn rồi, họ thật sự muốn được đi cho nhanh. Họ muốn được trả án, muốn được đền tội sớm ngày nào tốt ngày ấy. Đơn họ gửi cả tập rồi, nhưng chúng tôi chỉ biết chuyển đơn và đợi thôi. Cầm trên tay sắp đơn xin được chết của tử tù, Đại tá Tươi chia sẻ. Nhiều năm làm công tác quản giáo, Đại tá Tươi bảo chuyện tử tù xin được chết sớm chết nhanh là điều khó tin nhưng có thật. Làm người ai chẳng ham sống, nhất là tử tù, thì cuộc sống được tính bằng ngày, bằng giờ. Bởi vậy họ càng thiết tha với cuộc sống hơn. Đằng này, Đại tá Tươi bỏ dở câu nói. Trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng hiện có 23 tử tù. Theo Đại tá Tươi, từ ngày về đây công tác thì đây là thời điểm tử tù đông nhất. Tử tù đông chẳng phải do trọng án ở đất cảng bùng phát mà bởi sự chậm trễ trong việc thi hành án. Mình ở cơ sở thì chỉ biết chờ thôi, chứ biết làm sao. Mình ở cơ sở thì chỉ biết chờ thôi, chứ chẳng biết tại sao lại thế nữa, Đại tá Tươi cho biết. Người làm đơn xin chết nhiều nhất trại tạm giam, theo Đại tá Tươi, là giang hồ khét tiếng Lê Xuân Trường. Tới thời điểm hiện tại, tử tù Trường đã 6 lần viết đơn để đạt nguyện vọng được đưa đi thi hành án. Nói về tử tù này, Thiếu tá Lưu Đình Chính, đội phó đội quản giáo trại giam công an thành phố Hải Phòng, người phụ trách khu biệt giam dành cho tử tù bảo. Nhiều lần tiếp xúc, Lê Xuân Trường đã nói vui rằng, tôi giờ là Đào Trường Thọ, chứ không phải là Lê Xuân Trường nữa. Sở dĩ tử tù này nói vậy, bởi anh ta biết mình là người sống thọ nhất ở khu buồng giam của những phạm nhân mang tội chết. Nếu tính từ khi giam cứu cho đến giờ, Lê Xuân Trường đã có thâm niên gần chục năm ngóng chờ thần chết. Chờ chết lâu quá nên anh ta sốt ruột, chán nản nên mới viết đơn nhiều lần như vậy. Chứ những ngày đầu, anh ta là người sợ chết nhất trại đấy, Thiếu tá Chính cho hay. Trước đây khi còn xưng hùng xưng bá ngoài xã hội, cái tên Trường Trộm từng khiến nhiều người dân lương thiện, thậm chí cả các tay anh chị giang hồ khiếp sợ. Trường như bản sao của Cu Nên, một chùm giang hồ khét tiếng của đất cảng Hải Phòng. Trường sinh năm 1982, quê ở xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bởi gia đình lục đục, bố bỏ đi lấy vợ khác, mẹ lại bỏ nhà đi Trung Quốc sau đó ít lâu, nên Trường bị đẩy ra ngoài xã hội. Lưu lạc lên thành phố, Trường kiếm sống bằng nghề đánh giày rồi ăn cắp vặt. Bởi lẽ sở trường trộm cắp? Có lẽ bởi sở trường trộm cắp mà giang hồ đã gắn cho tử tù này cái tên Trường Trộm. Giống như chùm giang hồ Cu Nên, trộm cắp vặt chỉ là trò mưu sinh thủa thiếu thời. Trưởng thành, Trường Trộm càng thêm phần manh động, hung hăng và dần trở thành một tay anh chị có số má ở đất cảng. Trường tổ chức đàn em cướp sới bạc, đòi nợ thuê và sẵn sàng xuống tay để thanh trừng, dằn mặt những đại ca giang hồ khác để lấy số. Hải Phòng từng có hỗn danh là thành phố hoa cải đỏ.
thì Trường Trộm chính là cái tên tội phạm đầu tiên sử dụng súng hoa cải ở mảnh đất này. Khẩu súng ấy Trường Trộm mua ở Móng Cái, Quảng Ninh trong lần về đây lánh nạn. Sau lần xuống tay chém tí chết một thanh niên để rửa hận cho một ông anh của mình. Có chó lửa trong tay, Trường Trộm càng thêm phần hung hãn. Sau vài tháng ẩn mình ở Móng Cái, tên tội phạm này tổ chức lại đàn em và quay về Hải Phòng để gây án. Tối ngày 2 tháng 7 năm 2006, Trường cùng một số đàn em mang theo súng và mã tấu đi săn mồi. Tại Nghĩa Trang, xã An Dũng, Kiến Thụy, dù đã nổ súng, nhưng Trường cùng đám đàn em vẫn hồ vụt một đôi trai gái đang đi trên chiếc xe máy đắt tiền. Lúc chặn xe, khi đám đàn em đang hù dọa bằng mã tấu, thì Trường Trộm rút súng bắn dọa. Quá hoảng hốt, đôi trai gái này rú ga xe, phóng bạt mạng. Đang tính đuổi theo thì bất ngờ băng nhóm của Trường Trộm lại thấy một con mồi khác, không biết từ đâu đến thế mạng. Người đàn ông đen đuổi đó là anh Bùi Văn Mười, sinh năm 1980, ở xã Thủ Sĩ, Tiên Lữ, Hưng Yên. Anh Mười khi đó điều khiển chiếc xe Jupiter, cũng một loại xe có giá khi đó. Thấy anh Mười xuất hiện, không đuổi theo đôi trai gái kia nữa, nhóm của Trường đã áp sát rồi đạp anh Mười ngã xuống đường. Nạn nhân ngã, có thể cướp được xe, nhưng với sự hung hãn như chó điên, Trường Trộm đã chĩa thẳng khẩu hoa cải vào ngực người đàn ông tội nghiệp và xiết cò. Vụ cướp táo tợn tàn bạo đã khiến người dân trong vùng khiếp hãi. Tuy nhiên bởi trời tối lại không có nhân chứng nên việc phá án gặp vô vàn khó khăn. Có hàng nóng trong tay, coi trời bằng vung, hễ động chuyện gì là khẩu súng của Trường Trộm lại khạc lửa. Thậm chí có lần thấy đám choai choai đua xe ngứa mắt, Trường Trộm đã vác chó lửa đi dằn mặt. Chặn được gã thanh niên cầm đầu nhóm đua, Trường Trộm rút súng bắn thẳng vào lốp xe, khiến cả nhóm thanh niên mặt cắt không còn giọt máu. Sự tác oai tác quái của Trường Trộm ở Hải Phòng chỉ kết thúc khi chùm giang hồ này xuống tay với Trần Thái Bảo, cũng là một giang hồ cộng cán ở đất Hải Phòng. Bởi có mâu thuẫn từ trước nên băng nhóm của Trường nhiều lần tìm Bảo để rửa hận. Ngày 30 tháng 11 năm 2006, phát hiện Bảo đang ở một nhà nghỉ ở An Dương, Trường Trộm cùng đám đàn em vội vàng ập đến. Phát hiện đối thủ như mọi lần, chẳng nói chẳng rằng, Trường Trộm áp tới và nổ súng. Phát đạn ở cự ly gần đã khiến Trần Thái Bảo thiệt mạng, dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, biết sẽ bị truy bắt gắt gao, Trường Trộm lẩn lên Hà Nội ẩn náu. Sau nhiều lần bủa lưới, Trường Trộm và đồng bọn đã xa lưới tại quận Đống Đa. Thiếu tá Lưu Đình Chính kể, ngay khi được giam cứu tại Hải Phòng, biết với tội lỗi tày đình mà mình gây ra là khó thoát khỏi án tử, Trường Trộm đã vô cùng bấn loạn. Hắn liên tục quậy phá, dùng đủ trò để gây sức ép với cán bộ quản giáo, thậm chí là vài lần giả vờ tự tử. Vốn là đại ca ngoài xã hội nên khi vào buồng biệt giam, Trường luôn thể hiện mình coi thường kỷ luật của trại. Hễ không vừa ý với bất cứ chuyện gì là y gào thét chửi bới. Nhưng chỉ ban ngày thôi, thiếu tá Chính kể. Ban đêm, Trường Trộm rúng gió sợ sệt, hệt như con chuột gặp mưa. Cái chất lơ lửng trên đầu khiến kẻ từng làm mưa làm gió ngoài xã hội ấy run rẩy. Những tên tội phạm hung hãn, giết người không gớm tay. Khi bản thân đối diện với cái chết, thường tỏ ra bấn loạn bất thường. Trong tử tù khổ nhất là gặp phải những đối tượng này, thiếu tá Chính chia sẻ. Phải mất rất nhiều ngày giáo dục động viên thì bản tính chó điên của Trường Trộm mới dần nguội lạnh, nền nã. Trường Trộm là kẻ đào hoa. Dù sống lang bạt, nhưng ở đâu hắn cũng có những bóng hồng, nâng khăn, sửa túi. Trường có vợ và hai đứa con trai. Trường có hai vợ và có đứa con trai với vợ thứ hai. Khi bị bắt và được di lý từ Hà Nội về Hải Phòng, thể hiện bản lĩnh đại ca, Trường Trộm vô cùng lì lợm. Hắn không khai báo bất cứ điều gì. Và rồi, khi được các cán bộ điều tra báo tin rằng hắn vừa có đứa con trai, thì hắn đã thay đổi, khai báo rất thành khẩn, rõ ràng từng tội ác của mình. Khi hoàn thành việc khai nhận trên, hắn đã khẩn khoản nhờ các điều tra viên chuyển lời tới vợ hắn phải đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng. Cái tên ấy cũng đủ biết sự kỳ vọng của kẻ tội lỗi ấy vào đứa con của mình. Trường Trộm muốn con đi theo con đường chính nghĩa như ánh sáng mùa xuân, chứ không như mình, cả đời vấy vào vùng lầy tội lỗi. Khi nhận ra giá trị của cuộc sống thì Trường Trộm bỗng ngoan lạ. Tử tù này muốn chấp hành kỷ luật của trại giam để được gặp con, gặp những người thân thích mà trước đây bởi kiếp sống giang hồ, anh ta đã chẳng đái hoài, thương xót. Thậm chí dù biết tội mình, trời không dung, đất không tha, nhưng Trường Trộm vẫn hy vọng điều kỳ diệu xảy đến với mình.
y viết thư gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết. Thiếu tá Lưu Đình Chính kể, những ngày thiết tha với cuộc sống ấy, Trường đã tranh thủ viết nhật ký cho con. Hễ ai tặng sổ, giấy là Trường húy hoáy viết. Trường kể chuyện đời mình cùng những ngày trượt dài mà anh ta đã lỡ bước xa chân. Gần 2.000 trang giấy đã được Trường phủ kín bằng những dòng chữ li ti. Trường bảo anh ta phải viết chữ nhỏ, hàng nọ dính hàng kia, bởi sợ không đủ giấy để nói hết nỗi lòng mình. Trần Thị Thành Trúc là con gái lớn trong gia đình có 3 người con, còn Phát là anh cả của 3 đứa em. Cách đây 11 năm, mẹ Trúc không may bị tai nạn khiến bệnh tật đeo đẳng, phải thuốc thang quanh năm. Kinh tế gia đình đều dựa vào số tiền công ít ỏi từ việc bốc vác hàng hóa ở bến xe Đà Nẵng của bà Trúc. Trong khi đó, gia đình Trương Thanh Phát cũng khó khăn chẳng kém khi đồng lương thợ sơn của bà Phát vô cùng bấp bênh, phụ thuộc vào các công trình xây dựng bữa có bữa không. Nhà Trúc ở phường Chính Gián, nhà Phát ở phường Thanh Khê Đông, cùng thuộc quận Thanh Khê, cách nhau chẳng bao xa. Trúc kém Phát 2 tuổi, cả hai từng học chung trường thời trung học phổ thông. Không đậu đại học, đôi bạn trẻ lao vào cuộc sống mưu sinh để đỡ đần cha mẹ. Trúc xin làm ở một tiệm vẽ móng tay nghệ thuật, còn Phát theo cha sơn vôi ở các công trình xây dựng. Một lần tình cờ, cả hai gặp nhau khi đi lễ tại một nhà thờ. Ngay lần chạm mặt đầu tiên, trái tim của đôi trẻ loạn nhịp và chuyện tình ngang trái này cũng bắt đầu từ đó. Mỗi sáng, Phát đều đặn chờ Trúc đến chỗ làm. Chiều đến, Phát lại đón người yêu về, cùng nhau ăn cơm rồi tay trong tay dạo phố. Hôm nào Phát không được đưa đón, Trúc vẫn giữ thói quen, ghé nhà bạn trai, đợi Phát về cùng ăn tối. Thấy đôi trẻ quấn quýt, tình cảm mặn nồng, bà Phát chủ động gọi cho bà Trúc để tác hợp cho hai con. Được sự chúc phúc, vun vén của hai bên gia đình, tình cảm của họ ngày càng mặn nồng. Để dành được một khoản tiền, cả hai hồ hởi đi đặt tiệc cưới tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Tri Phương. Tưởng như mối tình đẹp của Phát và Trúc sẽ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đầm ấm vào cuối năm. Nhưng nghiệt ngã thay, cái kết viên mãn đó đã không xảy ra khi gia đình bên ngoại của Trúc bỗng dưng đề nghị đình chuyện hôn lễ vì cho rằng cháu mình xinh xắn như thế phải gả vào một nơi nhà cao cửa rộng mới xứng. Thế là nhà ngoại cô gái lập tức mai mối Trúc cho một anh chàng Việt kiều. Thương bạn gái phải giằng xé giữa chữ tình và chữ hiếu, Phát chấp nhận rút lui và không quên tặng Trúc chiếc váy cưới như món quà chia tay và chúc phúc cho người mình yêu. Mặc dù luôn tự nhủ Trúc sẽ có cuộc sống sung sướng hơn khi rời xa mình, nhưng Phát vẫn không sao ngăn bản thân mình ngừng quan tâm đến người con gái anh yêu bằng cả trái tim. Và chính sự yêu thương ấy đã đẩy Phát vào tận cùng đau đớn khi phát hiện Trúc mặc chiếc váy mình tặng trong đám cưới cùng người bạn trai cũ chứ không phải anh chàng Việt kiều như mọi người vẫn tưởng. Trong cơn tức giận vì nghĩ mình bị lừa dối, Phát nảy sinh ý định giết chết Trúc rồi tự vẫn để cả hai được bên nhau dưới suối vàng. Phát mang theo một con dao, mua xăng rồi chạy đến nơi làm việc của người yêu trên đường Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu để nói chuyện. Kết thúc, cuộc nói chuyện ấy là ngọn lửa phun phụt bốc lên khiến hai người bị bỏng nặng. Phát được cứu sống, nhưng Trúc thì không may mắn được như thế. Nhận định hành vi phạm tội của Phát có sự chuẩn bị từ trước, lại thực hiện quyết liệt nên Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phát mức án tử hình về tội giết người. Sau đó, Phát kháng cáo, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Phát. Phát ra tòa lần hai, vẫn đôi mắt đỏ hoe, vẫn bàn tay miết chặt nơi vảy móng ngựa. Những lời khai ở phiên tòa sơ thẩm một lần nữa lặp lại ở phiên tòa phúc thẩm do Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Đà Nẵng xét xử. Bị cáo thấy Trúc đau khổ khi bị gia đình ngăn cấm, không cho hai đứa đến với nhau. Bị cáo đồng ý chia tay để Trúc kết hôn với Việt kiều Mỹ như mong muốn của gia đình cô ấy. Nhưng thực tế, Trúc lại nối lại tình cảm với người yêu cũ. Bị cáo cảm thấy mình bị lừa dối, phản bội. Phát cứ nức nở, đôi mắt u buồn giữa hàng trăm ánh nhìn của người dự khán. Bị phản bội là cụm từ được bị cáo nhắc đi nhắc lại trong từng câu nói như một cách để bị cáo bám víu, tự bào chữa cho tội lỗi của mình. Thông thường, gia đình bị hại chỉ mong bị cáo nhận hình phạt thật nặng để thỏa lòng phẫn uất. Nhưng ở phiên tòa lần này, cha nạn nhân dù chưa nguôi nỗi đau mất con, nhưng vẫn đối xử với hung thủ tước đi mạng sống của con mình bằng tấm lòng vị tha. Ông chạy đôn chạy đáo nhờ luật sư, nhưng không phải để đưa Phát vào ngõ cụt cuộc đời với bản án cao nhất, mà để tìm lý lẽ xin giảm án cho Phát, một điều hiếm hoi trong những vụ án hình sự vốn chất chứa nhiều oán hờn, thù hận.
Thời điểm đó, trong ngôi nhà vẫn còn nghi ngút khói hương con gái, cha mẹ Trúc không giấu nổi sự đau đớn khi nghĩ về cái chết của con gái. Dù vậy, họ vẫn không buông ra những lời mạt sát, chửi rủa kẻ đã gây ra bi kịch. Ông Bình, cha của Trúc nghẹn ngào nói, có người làm cha, làm mẹ nào không đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con mình. Chúng tôi rất giận thằng Phát, sao nó có thể vì ghen tuông mà cướp đi mạng sống của người khác như vậy. Nhưng dù sao, con gái tôi cũng đã mất rồi. Giờ có xét xử Phát như thế nào thì Trúc cũng không thể sống lại được. Chúng tôi mong mọi người mở lòng nhân đạo, cho Phát một con đường sống, được trở về làm lại cuộc đời. Cháu nó còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước. Mặc dù đã có luật sư, đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Phát, nhưng ông Bình vẫn lo sợ người ta không hiểu lòng ông. Bởi vậy cả hai lần, ông đều lặn lội đến tòa để trực tiếp trình bày tấm lòng của mình với niềm hy vọng về một con đường sống cho Phát. Sau một lúc trầm tư như đang cố nén nỗi đau, ông đắn đo nói, trước hôm con bé nhà tôi mất, nó còn khoe với mẹ là mới nhận lương rồi tíu tít hỏi mẹ thích ăn gì để đi mua, vậy mà. Đôi bàn tay bấu chặt, ông ghìm sự xúc động nói tiếp, gia đình tôi mất con là nỗi đau không gì bù đắp nổi. Nhưng tòa tuyên án tử thằng Phát thì con bé cũng chẳng thể sống lại, mà thêm một gia đình phải trải qua nỗi đau như chúng tôi. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là tình người. Tôi mong thằng Phát có cơ hội làm lại cuộc đời. Thằng bé còn quá trẻ, còn dại dột lắm. Hôm ra tòa, người cha cũng nói như thế, khiến cả phòng xử án im lặng. Nước mắt nhòe nhòe trên gương mặt ngập tràn sự day dứt, hối tiếc của bị cáo. Giờ nghị án, bà nội của Trúc tiến về phía bà ngoại của Phát, ân cần thăm hỏi, động viên. Gia đình bị hại và gia đình bị cáo tưởng chừng như luôn ở hai phía chiến tuyến, bị ngăn cách bởi rào cản thù hận, lại chia sẻ những cái ôm xiết, những giọt nước mắt, những câu chuyện. Trốn pháp đình vốn ngột ngạt, bỗng ấm áp lạ thường, bởi tình người với người đang nhẹ nhàng lan tỏa. Mong sao những tấm lòng bao dung ấy sẽ giúp Phát quay về nẻo thiện, làm lại cuộc đời. Đến cuối phiên tòa, tấm lòng của ông Bình cũng được tòa xem xét, tuyên giảm mức án tử hình xuống tù chung thân đối với Phát. Cánh cửa cuộc đời những tưởng đã khép chặt vĩnh viễn trước gã thanh niên nông nổi, nay lại một lần nữa được mở ra nhờ vào lòng bao dung của gia đình bị hại. Một điều hiếm có trong những vụ án giết người đã xảy ra. Có mặt chứng kiến toàn bộ phiên xét xử, chúng tôi không khỏi xúc động khi cha mẹ kẻ sát nhân tiến đến nắm tay thật chặt, đôi mắt nhỏ lệ cảm ơn gia đình bị hại. Giá như Phát biết cân nhắc hành động của mình, thì hôm nay hạnh phúc đã không tuột khỏi tầm tay. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.